Một ngày cuối tuần sẽ thật tuyệt vời khi cùng người thân hay bạn bè đi tới những nơi núi rừng xanh mát mắt. Hồ Keo Ca Sóc Sơn là nơi bạn sẽ tạm quên đi lo toan bộn bề của cuộc sống để hòa mình vào thiên nhiên, nơi tất cả các thành viên trong gia đình được vui đùa thỏa thích nhất. Mời các bạn cùng theo chân mình trong chuyến cắm trại cực kỳ thú vị tại Hồ Keo Ca. Hồ Keo Ca hay còn có nhiều cách gọi khác như Hồ Cầu Ca, Hồ Keo Ca, thuộc địa phận xã Hiền Ninh, Sóc Sơn. Nằm cách trung tâm thành phố chỉ 30 km, thuận tiện cho việc di chuyển của cả gia đình. Hồ Keo Ca nằm sát đường tỉnh lộ 35, lại gần Hồ Hàm Lợn và Hồ Quan Sơn nên có thể tham quan nhiều địa điểm hơn. Với khung cảnh nên thơ, làn nước xanh mát, đồi thông hay bãi cỏ xanh mướt thì cần chi đi đâu xa để tận hưởng. Làn nước xanh trong, gió mát lành thêm cây cần câu thì còn gì vui bằng. Ở hồ hầu như là cá tự nhiên nên rất tươi ngon. Một ngày đẹp trời cùng chút may mắn là cá đầy giỏ, thành quả không thể nào ngọt ngào hơn. Mặt hồ Keo Ca rộng thoải mái cho việc chèo thuyền cùng nhau có một trải nghiệm mới. Tự mình du hí, khám phá hồ rộng lớn, với bãi cỏ rộng thoáng mát, bên cạnh có rừng thông thỏa thích cho mọi người khám phá. Niềm vui xuất phát từ những điều rất giản dị. Một chuyến đi cắm trại hồ Keo Ca, cùng nhau ăn uống chia sẻ những câu chuyện trong tuần mệt mỏi vừa qua. Nơi gia đình thêm gắn kết, nơi tiếng cười rộn vang. Hồ Keo Ca mong mỗi chuyến đi của bạn là một trải nghiệm vui vẻ, học tập nhiều thứ và khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.